Các bạn thân mến, hôm nay là một buổi sáng sớm. Tôi đi ra ngoài vườn và ngắm thấy một cây hoa rất là đẹp ngay đằng sau tôi đây. Đây chính là cây hoa, tôi cũng không rõ đó là cây hoa gì, nhưng mà nhìn hoa rất là đẹp luôn. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây, các bạn cùng ngắm hoa và hái hoa với tôi nhé. Đây là cây hoa mà nhìn xa thì không thấy, nhưng mà tôi sẽ quay gần cho các bạn. Quay này. Đó. Một cây hoa này nhìn rất là kỳ lạ luôn. Hoa cũng rất là đẹp luôn. Đây. Hoa đỏ rực luôn. Hoa rất nhiều trên cây nhé. Tôi sẽ quay từ trên xuống dưới cho các bạn thấy. Nó đã có rất là nhiều hoa bị rụng. Đây là những cái hoa đã rụng trên bông, chuẩn bị rụng. Tôi sẽ bứt những cái bông hoa này xuống, gom chúng lại. Gom chúng lại nhé. Đây nữa. Nhiều lắm các bạn ạ. Rất là nhiều hoa luôn. Đây là những cây hoa nó cũng đã đến lúc rụng, nhưng mà nó rụng cả bông luôn nhá, chứ không phải nó tàn từng cánh một. Tôi để tập trung một chỗ này. Rất là nhiều. Rụng xuống đây rất nhiều luôn. Và rất đẹp luôn. Bông hoa tròn tròn rất là xinh luôn nha các bạn. Đi đâu đây Thím? Thím ơi, hôm qua trên đấy hình như không có ai biết đi họp. Chả nghe thấy gì. Thông báo cả sáng, cả trưa, cả chiều. Mà làm sao cũng nghe một cái gì cả, tài thế thì cũng kiểu gì. Không nghe một cái gì không? Sáng nay ông Đông hỏi bảo em có biết đâu. Ông Đông muốn thấy rõ ràng là xóm họp mà ông ấy đi ngược lên đây, ông chẳng vào họp gì cả. Chắc đều biết. Ông bảo ông có nghe đi gì được. Không nghe thấy, nhưng mà ông đi đấy ông chả để ý gì trong nhà văn hóa mở cửa khoảng bao nhiêu người mà ông. Nhặt cái hoa này á? Ừ, nhặt đang làm video. À, thì... nhặt về để ngâm rượu. Không, cái này ngâm được nhưng mà phải sao đi mà nhớt lắm. Làm gì nhớt Thím? Chị ơi, cho nhiều nhớt lắm. À, cho nhiều nó mới nhớt thôi, cho ít chỉ có màu sắc đẹp thôi. Ừ, phơi đi, phơi được khô mới lại sao được cơ chứ. Ừ, phơi đi cho nó quắt đi xong mới cho phơi vào. Ừ, quắt thì ngâm đỡ, chứ còn ngâm tươi thì nhớt nhiều. À thế à? Ngâm về buồn cười ông chả uống được hết nhiều. Thế à? Rồi trỏ hết. Nếu mà nhớt thì khó uống lắm. Khó uống mà. Để phơi khô đi. À, họp mà... có rất một số nội dung như mà công bố cái thu chi của xây dựng nhà văn hóa này. Mini hôm nay đang thu cái quỹ để tổ chức Tết Trung thu cho các cháu. Mini quỹ khuyến học 10.000 tiền Trung thu với 20.000 tiền khuyến học. Nhưng mà năm nay thì không tổ chức ở nhà văn hóa vì dịch Covid, mà chỉ mua bánh kẹo về xong chia từng cháu một. Ừ. Chủ yếu là mấy cái đấy, nội dung đấy thôi. Mini bình xét gia đình văn hóa. Bình xét gia đình văn hóa thì nhà Thím cũng được gia đình văn hóa rồi. Đấy, thông báo thế để gọi là những cái chính đấy thôi. Họp buổi chiều hôm qua mà cũng hôm qua nó mưa nên là cũng đông phết. Có ừ. Có còn không đủ ghế ngồi ấy, đã mua được ghế mới đâu, ở dưới đấy còn ít ghế. Không có đủ ghế ngồi, còn ngồi bẹt dưới đất. Thế bảo bận bịu chả nói chứ còn đi. Đấy. Chả nghe thấy gì để mà đi chứ. Thế mà alo suốt như thế mà. Tài thật không biết làm sao. Khu vực đấy tài. Nó lúc bảo thôi có cái gì thông báo chịu đây chứ không mà ăn cái gì. Được một đống này. Cái gì liên hoan cái gì dưới bà chịu chả nghe gì. Chả nghe. Thế mà đi còn đi, người ta ăn, nói thế mới chán. Đấy, hôm nay bây giờ là đang trên đường đi xuống nhà văn hóa để thu tiền đây. Mà đến đây thấy nhiều hoa quá, đang quay video cái.
lấy hoa, hái hoa đã. Ôi nhiều quá các bạn ạ, nhiều hoa quá. Những hoa này nó cũng đã rụng từ trên cây rồi các bạn. Nhiều hoa quá, nhiều hoa quá. Nó rụng mà nó vẫn đậu ở trên cây. Rụng đầy dưới đất rồi. Ui nhiều quá các bạn ơi, nhiều quá, nhiều quá, một đống rồi. Một đống hoa rồi. Một đống hoa rồi. Nhiều thế. Ui. Lại rơi rồi. Đâu? Ôi rồi. Ôi rồi, không biết của ai. Khổ thân. Ai khổ thân chưa, con chó nhà năm nó càng ướt hết, nó mang về góc ao cái kìa. Ôi thế bây giờ không có ai trông à. Nhưng mà bằng này nuôi bộ được rồi. Ngon lắm, cứ cho tí thịt ăn xong lại nên đây, đấy đang bảo là nó cũng biết được ăn rồi ấy. Đang muốn đi mua cho hộp sữa về xong thỉnh thoảng bón cho một tí. Không, chỉ cần thím đổ ra cái gì nó khác tự liếm được. Nếu mà nó mà thích sữa như mèo nhà mình á, nó biết uống sữa rồi ấy. Cứ đổ một ít ra cái bát, cái đĩa ấy, nó liếm hết. Vơ tưởng mèo nhà mình mang về hai mẹ cho con mèo. Ôi, to nhưng vào mà nó ăn no sao ra. Tròn thế. Đấy, cho cái miếng thịt vào nó ăn nó tròn. Chỗ nó nằm thôi. Ừ, thôi thế được. Sau này mình biết bắt chuẩn tốt. Không có cái túi bóng hay cái gì thím cho mình cái túi bóng mình đựng mấy cái hoa này. Đây mèo ra. Kệ chứ, nuôi để cho nó bắt chuột cho nó đỡ chuột. Như thế này là nó dạn người, cái này là dễ nuôi rồi. Có không? Tôi có cái túi bóng ti ti cũng được. Ui giời, ươm bí ươm biếc gì này mọc đầy đây này. Cái hạt dưa lưới dưa vàng đấy. Ừ. Mình đang nhìn đấy, bảo không, không phải hạt bí rồi, hạt này hạt dưa. Thế mà nó mọc ăn nhỉ? Ừ. Em vứt lên đấy thì mà nó mọc cả đống rồi. Đấy, thế là được mẹ Thuận nuôi nha. Ở nhà mẹ Thuận nha. Như thế là nó sán đến người thế là tốt rồi. Vứt vào với mẹ xù lông ra, con xù lông ra. Không phải con của nó mà đấy. Ừ. Đấy. Đây tôi sẽ cho cái hoa này vào trong túi bóng các bạn ạ. Đây. Nhặt hoa cho vào túi bóng nhé. Được rất nhiều hoa luôn. Nhiều quá. Nhiều quá, nhiều hoa quá. Nhiều hoa chưa? Đấy. Cây trên cây vẫn còn nhiều lắm các bạn ạ. Đây này. Trên cây vẫn còn đầy hoa đây này. Mà thôi, tôi chỉ hái thế thôi. Chỗ này là về tôi sẽ phơi lên và cho vào ngâm rượu để uống các bạn. Cây hoa này rất là nhiều hoa. Vẫn còn rất nhiều đây này. Các bạn thân mến, vậy là tôi đã nhặt được một túi hoa màu đỏ rực rỡ luôn. Và mang về tôi sẽ phơi khô đi và cho vào ngâm rượu để cho chồng tôi uống. Rất là ngon. Và cây hoa này cũng rất là đẹp. Thôi, video này thì tôi chỉ làm thế thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.